Chị dâu ngoại tình. Mời vào. Anh Auden, em tới rồi ạ. Anh có đang bận không? Là Min hả em? Em vào đi. Anh vừa mới khám cho bệnh nhân xong, nên anh được nghỉ ngơi một chút. Em cứ vào tự nhiên đi, đừng ngại. Dạ vâng ạ, anh Kieran nhờ em qua lấy đồ anh ạ. Chắc là anh ấy cũng đã nói trước với anh là lúc đi làm về em sẽ qua phòng khám rồi nhỉ? À, nó hỏi dạy anh chút tiền. Chắc qua đây sợ anh mắng, nên nó tìm cớ để em qua lấy đấy. Anh còn lạ gì tính của em trai mình. Cái thằng này càng lúc càng láo cá không ai bằng. Em cầm đi. Dạ, em cũng không rõ thế nào. Em cảm ơn anh ạ. Thôi, em về nhé. Em còn phải qua siêu thị mua chút đồ nữa. Mà cũng muộn rồi, anh chưa về sao ạ? Ừ, từ giờ này trở đi phòng khám mới nhiều việc. Không có anh, bọn họ khó xoay sở. Tạm biệt em nhé. Min ơi. Ô kìa, Lily đấy à. Sao cậu lại ở đây? Đã lâu rồi không gặp cậu rồi nhỉ? Hình như cũng phải vài năm trôi qua rồi ấy. Ừ, đúng rồi. Tại cậu ẩn giật lâu quá đấy. Mỗi lần lớp mình tụ tập đi chơi đâu đó thì cậu thường bận chuyện này chuyện nọ không đi được. Chứ bạn bè lớp đại học của chúng ta vẫn thường gặp gỡ nhau thường xuyên mà. Ừ, đã mấy năm rồi. Mà cậu qua đây làm gì thế? Đây là phòng khám của anh trai anh Kieran. Thật vậy ư? Hôm nay mình mới biết anh Auden là anh chồng của cậu. Anh Auden, giám đốc phòng khám, là đối tác của nhà mình. Vợ chồng mình với anh ấy là chỗ làm ăn thân thiết. Mình đang đợi chị Amy cùng đi làm móng tay đây. Cậu đi cùng nhé. À, ra là vậy. Mình còn có việc ở đây một lúc nữa. Ừ, mình tưởng nếu cậu còn ở nhà cũ thì tiện xe đây, mình đưa cậu về. À không, cậu cứ đi với chị dâu mình đi. Đằng nào mai vợ chồng mình cũng qua nhà anh chị ăn tối, nên để mai gặp luôn một thể cũng được. Mọi người nói chẳng có sai. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Lily và chị dâu của mình thật may mắn vì có chồng giỏi giang thành đạt. Còn mình, vài năm sau hôn nhân, vẫn đi xe bus, vẫn ở trong căn nhà chật hẹp. Em về rồi đấy à? Hôm nay anh được về sớm. Anh đã vào bếp làm món thịt xào mà em thích nhất đấy. Em có ngửi thấy mùi thơm của hành phi xen lẫn với mùi thịt chín vừa tới không? Lại là thịt xào. Em đã ăn món đó đến phát chán lên rồi. Anh về sớm, tại sao anh không qua phòng khám mà gặp anh trai của anh đi? Em mà biết anh vay tiền anh ấy thì còn lâu em mới tới. Thật mất mặt. Thì ra là em giận anh chuyện này ư? Anh không muốn gặp anh Auden vì anh ấy cứ đề cập đến việc để anh về phòng khám làm, mà anh thì không hề muốn vậy. Cái gì cơ? Trời ạ, đó là phòng khám trả lương cao nhất thành phố hiện nay. Người ta thì muốn xin vào không được, còn anh trai ruột mời về thì lại từ chối. Em thật không hiểu nổi anh muốn gì. Cuộc sống hiện tại của chúng ta đâu có thiếu thốn. Lương cao để làm gì nếu như phải đánh đổi toàn bộ thời gian dành cho gia đình? Anh vẫn đang cố gắng làm thôi. Công việc văn phòng bình thường, hết giờ làm thì về nhà thanh thản ở bên em là được rồi. Biết ngay, thế nào anh ấy cũng nói như vậy mà. Đó, em thấy chưa? Anh đã bảo, chỉ là sang nhà anh chị thôi, mà em mua rõ là nhiều quà. Chỉ khổ anh tay xách nách mang cả đoạn đường dài. Mà anh chị ấy có nhớ gì chuyện đã mời mình sang dùng bữa đâu cơ chứ? Có như vậy mới thể hiện rõ lòng thành. Xách có mấy giỏ hoa quả và bia thôi mà anh cũng kêu lên kêu xuống. Trong khi anh đang kêu ca như thế, thì anh trai anh đang miệt mài kiếm tiền ở phòng khám kia kìa. Anh em mỗi người một tính. Anh vẫn luôn không ủng hộ cách kiếm tiền bạc mạng của anh ấy một chút nào. Như chị giúp việc vừa nói, đã mấy hôm rồi không nhìn thấy mặt ông chủ đó. Anh cứ
đủ dư giả mà có tiền thuê giúp việc như người ta đi. Có điều kiện mà mua căn biệt thự có sân vườn lớn thế này đi. Tôi cũng sẽ chẳng cằn nhằn mà gây áp lực cho anh nữa. Còn bây giờ... Kìa Min, nhanh lên em. Dừng lại, anh nhìn xem, kìa có phải là chị Amy không? Người đàn ông đi cùng chị Amy là ai vậy? Đó không phải là anh Odin. Anh làm sao thế? Người đó đương nhiên không phải là anh Odin rồi. Người này cao to lực lưỡng thế kia cơ mà. Trời ạ, chị dâu có nhân tình bên ngoài hay sao? Người đàn ông kia với chị dâu trông tình tứ quá. Họ vừa ôm nhau đấy, anh ta còn hôn lên trán chị Amy nữa. Họ là ai thế? Người nhà của em sao? Là em chồng của em. Hình như họ đã nhìn thấy chúng ta rồi. Em phải nói gì bây giờ? Nhất định chúng ta phải bịt miệng họ lại mới được. Không thể để chuyện này lộ ra đâu anh ạ. Chị Amy, hai em tới chơi, sao không gọi báo trước cho chị một tiếng? Đây là bạn thân, cũng là khách hàng cung cấp vật tư tại công ty riêng của chị. Bọn chị thân thiết quá nên vậy thôi, các em đừng hiểu lầm nhé. Thôi, anh về đi. Hôm tới ký hợp đồng, em sẽ nói nhân viên chuyển qua cho anh. Nếu có thắc mắc gì thì bên anh cứ gửi kèm văn bản qua email cho em nhé. Ừ, được rồi. Thôi, chào mọi người, tôi về nhé. Hôm bữa gặp ở nhà hàng, anh chị hẹn tụi em tối thứ bảy sang nhà chơi. Nhưng có lẽ là anh chị có công chuyện lu bu nên quên rồi thì phải. Hôm nay chắc có việc phát sinh nên chị và anh đều không có ở nhà. Ôi, sao chị lại có thể quên hẹn với các em được nhỉ? Dạo này anh Odin bận, còn chị thì cũng nhiều việc nên quên mất. Hai em vào nhà đi. Dạ thôi ạ. Hôm nào chúng em qua sau. Chị ra ngoài về cũng muộn, chắc đã mệt rồi. Chị nghỉ ngơi sớm nhé. Ừ, được rồi. Hai em về cẩn thận. Đường về ngoại ô tầm này hay có sương mù lắm đấy nhé. Dạ vâng ạ. Chị Amy, em về nhé. Phải tìm cách để họ không nói chuyện này cho chồng mình mới được. Chuyện này mà lộ ra, Odin sẽ nổi điên lên mất. Thực ra mình qua lại với David vì mình cần người tâm sự và chia sẻ, chứ đâu muốn ly hôn và gia đình tan nát. Chị ta ngang nhiên ngoại tình ngay trước cổng nhà hay sao? Thậm chí thấy chúng ta rồi mà vẫn còn nói dối. Lý do đưa ra đến một đứa trẻ con cũng không thể tin nổi. Càng nghĩ đến bộ dạng thản nhiên của chị ta khi nãy là anh lại càng bực. Bực đến không thể chợp mắt được em ạ. Cũng có thể vì nghĩ trong nhà không có ai nên họ mới thoải mái thể hiện tình cảm như thế. Nhưng đúng là chị ấy cũng to gan thật, còn dám ngang nhiên thể hiện tình cảm với người tình ở trước cửa nhà. Chỉ khổ cho anh Odin, trong khi quần quật vất vả làm ngay làm đêm thì vợ lại đi tằng tiểu với người khác. Anh phải làm gì đó để cho chị dâu một bài học mới được. Không thể để chị ta cắm sừng anh trai ruột của mình như thế. Chị Amy, chị đợi em đã lâu chưa? Nhận được tin nhắn hẹn của chị, em vừa được nghỉ trưa là chạy ngay qua đây đó. Nhưng vẫn trễ vài phút, chị thông cảm nhé. Ừ, không sao đâu Min. Chị đến đây từ sáng, nhưng không gọi em sớm, sợ làm phiền công việc của em. Bình thường chị Amy rất cao ngạo, hôm nay lại làm vẻ xuống nước thế này. Chắc chắn chuyện chị ấy ngoại tình là thật rồi. Nhưng mình đang thắc mắc, không biết chị ấy định làm gì đấy nhỉ? Hôm nay chị đến gặp riêng em để thú nhận chuyện tối qua. Cũng xin hai em đừng nói với anh Odin. Chuyện này... chị không được chồng quan tâm và yêu thương, chiều chuộng như em. Anh trai các em quanh năm chỉ mãi mê công việc,
khiến chị cô đơn mới tìm đến người đàn ông đó. Nhưng dù thế nào thì chị cũng không nên làm như vậy. Không ai ủng hộ việc chị ngoại tình cả. Chị hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này. Xin em đừng nói, cũng như thuyết phục chồng em không tiết lộ bí mật. Chị sẽ nhượng 10% cổ phần phòng khám cho các em. 10% ư? Lợi tức hàng tháng thu về từ số cổ phần này quả là một số tiền lớn. Em cầm tờ hợp đồng chuyển nhượng này về bàn bạc lại với Kieran nhé. Chị sẽ không gặp lại anh chàng kia nữa, chị hứa đấy. Sau chuyện hôm qua, chị thật sự rất sợ anh trai của các em biết chuyện. Anh ấy mà biết thì chị không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa. Anh Odin sẽ không tha thứ cho chị đâu. Chuyện là vậy đó. Còn bây giờ anh định làm thế nào? Không nói thì tội anh Odin quá. Còn nếu nói, chúng ta sẽ không được chia 10% cổ phần phòng khám nữa đâu. Chỉ là 10% cổ phần đã khiến em bị dao động như vậy rồi sao? Phòng khám là do anh chị khổ công gây dựng, mình có góp chút sức lực nào đâu mà lại đòi chia cơ chứ. Em Tuy nhiên, anh cũng đã quyết định sẽ không nói với anh Odin. Như vậy là sao? Thực ra, ngay tối qua, sau khi em ngủ, anh đã tìm đến phòng khám của anh Odin. Khám chữa bệnh cho mọi người là tâm huyết cả đời của anh ấy, nên không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Chị Amy là vợ cũng nên thấu hiểu cho anh ấy. Chưa kể, anh ấy cố gắng kiếm tiền cũng chỉ để vợ con có một cuộc sống sung túc đủ đầy. Anh vốn định nói chuyện chị dâu ngoại tình, nhưng khi vô tình nhìn thấy cách chị Amy chăm sóc anh trai, anh cảm nhận chị ấy vẫn còn thương anh Odin. Chỉ là bị chồng bỏ quên lâu ngày nên chị ấy rất cô đơn và cần người chia sẻ. Nếu nói ra bây giờ, gia đình anh ấy sẽ tan nát. Các cháu sẽ thế nào? Cứ cho là chị ấy chỉ cảm nắng nhất thời. Nhưng còn người đàn ông kia thì sao? Anh ta có đồng ý chấm dứt với chị Amy không? Em cứ yên tâm, anh đã tìm hiểu và biết anh ta chính là chồng của Lily, cô bạn cũ của em. Anh nói sao? Anh ta cũng vẫn còn yêu thương và quan tâm vợ con. Anh đã gặp anh ta. Anh ta nói sẽ không bao giờ có chuyện bỏ gia đình để đi theo chị Amy cả. Anh sẽ thuyết phục anh Odin tìm thêm nhiều bác sĩ giỏi cùng gánh vác công việc ở phòng khám, để anh ấy dành thêm thời gian cho gia đình. Mọi chuyện sẽ ổn thôi em ạ. Vậy mà bấy lâu nay em cứ nghĩ cuộc sống của Lily hay chị Amy là hạnh phúc lắm. Bữa ăn do chính tay chồng nấu thật ấm áp. Mình có một người chồng tuyệt vời mà vẫn cứ luôn miệng chê bai. Cuộc sống thiếu thốn vật chất mà hạnh phúc còn hơn khiên cưỡng ở bên nhau chỉ vì vật chất. Mình sẽ không gây áp lực kinh tế với chồng để xảy ra tình cảnh như anh và chị dâu nữa. Bức họa trên tường. Hiếu Liêm, nhìn kia, có một ngôi nhà cổ ở đằng kia rồi. May quá, ở nơi rừng núi Quan Du này có người ở. Chúng ta vào đó xin tá túc một đêm, đằng nào trời cũng sắp tối rồi. Chà, giá như phía trước mặt chúng ta là một quán khách thì hay biết mấy. Vừa có thịt ăn, vừa có các kỹ nữ mời rượu. Hay à, cậu chớ nên xàm ngôn. Đang trên đường lên kinh ứng thế, đừng nghĩ lung tung mà ảnh hưởng. Ô dào, có sao đâu. Nam hán tử mong cầu như vậy cũng là lẽ thường tình thôi. Cậu cứ khắc khe với bản thân mình quá long đà mà. Biết là vậy, nhưng nhiệm vụ trước mắt của chúng ta vẫn là thi cử, nên tập trung thì tốt hơn. Những mong cầu khác có thể thực hiện sau mà. Là tôi nói vậy thôi, chứ nhất định kỳ này lên kinh ứng thí cho thành, rồi muốn tính chuyện gì thì tính. Thì ra là một ngôi nhà cổ bỏ không, nhìn có vẻ âm u, đáng sợ. Hay là chúng ta cố đi thêm chút xem có chỗ nào dừng chân được nữa không? Thôi, tôi cũng mỏi gối chồn chân rồi, nghỉ ở đây cũng được. Chỉ tiếc là nhà không có người, thì chúng ta chẳng nhờ giả được bữa cơm nóng thôi.
Tôi có cảm giác rợn rợn thế nào ấy. Đã bảo không sao, cậu hôm nay sao lại nhát gan vậy? Ai đang ở trước cửa nhà ta? Có người sao? Có người đấy. Hình như ông ấy ở tận bên trong kia. Hay quá, chúng ta vào xin bữa cơm thôi. Ừ, có tiếng người thật. Nhưng liệu có phải người hay là... Dở dẫn. Thôi, vào nhanh lên. Chào ôi, bên trong khác hoàn toàn so với vẻ bên ngoài. Xin hỏi, ngài là... Ta muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, nên đã xây nhà ở đây. Còn hai vị là thí sinh lên kinh ứng thí sao? Dân, sao ông biết được ạ? Đêm qua tôi nằm mộng, có hai thí sinh lên kinh ứng thí ghé thăm. Quả thật đúng như vậy. Ông có thể cho chúng tôi nghỉ nhờ một đêm ở đây được không? Trời tối mà nơi đây hoang vu quá, chúng tôi không tìm được quán trọ nào khác. Dân, chúng tôi đi ngang đây vừa lúc trời tối, đang không biết nghỉ ở đâu. May là nhìn thấy ngôi nhà cổ, tưởng bỏ hoang, hóa ra lại có người. Được thôi, mời hai vị. Nhà tuy đã cũ, nhưng cũng đủ đầy. Quả đúng như vậy. Ngay từ lúc bước vào bên trong, đã thấy một không gian khác. Xung quanh bài trí các bức họa y như thật. Ngài có thể cho chúng tôi được tham quan ngôi nhà không? Tất nhiên là được rồi. Các vị cứ tự nhiên. Ở đây có nhiều bức họa như thật. Các vị chỉ nên ngắm, không nên tò mò. Vâng, tất nhiên là chúng tôi chỉ ngắm nhìn thôi. Mời hai vị. Wow, bức họa trên tường đẹp quá, y như thật. Nhìn thiếu nữ trong tranh kìa, môi son như động, sóng mắt như đông đưa. Nàng ấy đẹp quá. Chớ có đặt tay lên đó. Đây là bức họa của tiên nữ Trắc Hoa. Các vị thích thì cứ vui vẻ ngắm tranh, nhưng không nên đụng vào. Ta đã lưu ý với hai vị ngay từ đầu rồi. Vì sao vậy? Bức tranh đẹp thế này, cô gái trong tranh y như người thật. Giả như ta được gặp nàng ở ngoài thì hay biết bao. Quả thực, bức họa trên tường sinh động như thật. Tranh đẹp thế này, chẳng bỏ công một đêm ta ở lại đây. Mời hai vị về phòng ăn chút cơm nóng rồi nghỉ ngơi đã. Chúng ta chỉ nên thưởng tranh thế thôi. Đôi mắt, khóe môi của nàng ấy y như thật. Đẹp quá. Nàng là thiếu nữ trong tranh sao? Có thật là ta đang đi cùng tiểu nữ đây không? Chính là thiếp đây mà, chàng vào đi. Đây là đâu? Ta đang nằm mộng hay là thật thế này? Là nơi chỉ có chàng và thiếp thôi. Tất cả đều là thật, chàng không cần hoài nghi điều gì. Có mỗi ta và nàng trong căn phòng trống này thật sao? Lẽ nào nàng cũng tình ý với ta? Thú thật mới nhìn thấy nàng trong bức tranh, lòng ta đã xao xuyến rồi. Chàng nghĩ không sai, tình chàng ý thiếp qua ánh mắt cử chỉ cũng đủ hiểu, đâu cần lời lẽ làm gì. Nàng nói thật chứ? Không thật. Thiếp dẫn chàng vào đây làm gì? Hay chàng còn nghi ngờ gì ở thiếp? Không không, thế thì may mắn cho ta quá. Nào còn nghi ngờ nổi gì? Nàng lại đẹp thế này, làm sao ta có thể không có tình ý cho được. Ừ, thế chàng mau lại đây với thiếp nào. Giờ thiếp phải đi, chàng đừng lo lắng gì cả. Ở yên trong này, thiếp đi đến đêm sẽ trở lại với chàng. Được, được, ta tình nguyện ở lại đây, chỉ để đợi nàng thôi đấy. Thiếp hứa mà, chàng cứ ở đây với thiếp mấy ngày cũng được. Nàng nói thật không? Thật, chỉ e chàng bận rồi rời đi thôi. Không, không, ta nào có bận gì, chỉ muốn được ở bên nàng mỗi ngày thôi. Thế thì tốt rồi, chàng đợi em nhé. Được.
nàng hứa trở về trong đêm, mà sao vẫn chưa về? Ta nhớ nàng quá, nhớ phút giây bên nàng biết bao. Chàng ấy ở trong này sao? Cẩn thận, kẻo bị phát hiện đấy. Thù chết, có người phát hiện ra ta, trốn đi đâu bây giờ? Chàng đừng lo, đây đều là những người bạn của thiếp. Nhìn chàng lúng túng kìa, đáng yêu làm sao. Chị em ơi, đừng ở đây lâu, e người ta không vui, rồi lại mất không gian riêng của người ta. Ôi, xung quanh ta toàn những thiếu nữ xinh đẹp thế này, chẳng khác nào được sống giữa chốn thần tiên, còn mong cầu gì hơn. Chết rồi, sứ giả của chúng thiếp đến. Sứ giả sao? Ông ta là ai? Đã đủ cả chưa? Đã đủ cả rồi ạ. Ta nghe như có mùi người phàm trần ở đâu đây. Chúng thiếp không thấy. Chúng thiếp đang thay đồ để chuẩn bị ra hội đây ạ. Sứ giả đã nghi ngờ điều gì rồi. Chàng trốn xuống gầm giường mau lên, rồi mở cánh cửa nhỏ bên vách mà trốn đi, kẻo ông ta phát hiện. Có thật là không có người trần nào ở đây đúng không? Ôi, sao ta cảm thấy choáng váng, ù tai qua mắt thế này? Hiếu Liêm! Hiếu Liêm! Cậu ở đâu? Hiếu Liêm đâu mất rồi? Hiếu Liêm ơi! Có lẽ cậu ấy đang đi lạc trong tranh rồi. Lạc trong tranh sao? Là như thế nào thưa ẩn sĩ? Tôi không hiểu. Hiếu Liêm, sao đi chơi lâu không về vậy? Có nghe người bạn gọi cậu không? Ôi trời, tôi có đang qua mắt không đây? Người bạn đi cùng đợi cậu lâu rồi đấy. Sao tôi thấy mình như đang nằm dưới gầm giường? Giọng nói của sứ giả ồm ồm, giống tiếng sấm thế nhỉ? Cậu vừa từ đâu vậy? Sao cậu lại có thể đi vào trong bức tranh đó được? Tôi không biết, chỉ thấy được thiếu nữ trong bức họa trên tường kia dẫn đi, nhưng suýt chút nữa thì bị phát giác. May thay, tôi nghe văng vẳng đâu đó có tiếng cậu gọi. Thưa ẩn sĩ, ông ở đây lâu, có biết như vậy là cơn cớ làm sao không ạ? Rõ ràng tôi thấy tôi đi cùng thiếu nữ đó vào một thế giới khác. Ảo giác từ lòng người sinh ra, làm sao tôi giải thích được chứ? Ảo giác từ lòng người sinh ra sao? Đúng vậy, nếu cậu không có tà niệm thì làm sao thiếu nữ trong bức tranh đó có thể dẫn dụ được cậu chứ? Tôi hiểu rồi. Thưa ẩn sĩ, linh kinh ứng khí là việc quan trọng, chúng ta không nên chần chừ, nên cáo từ nơi đây rồi rời đi ngay thôi. Ảo giác từ lòng người sinh ra, người có ý nghĩ sằng bậy ắt sẽ sinh cảnh đáng sợ. Muôn ảo giác đều do lòng người động mà nhìn thấy thôi. May mà hai người kịp ngộ ra. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.